Lấy oán báo ơn. Sơn Dương ơi, Sơn Dương ơi. Ai gọi tôi đấy? Tôi đây, Trang đây. Anh giúp tôi với. Trời, Sơn lại bị thế này. Anh, hãy giúp tôi với. Tôi bị cây này đè lên người, không nhúc nhích được. Anh làm ơn bỏ nó ra giúp tôi được không? Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Anh nằm yên để tôi đẩy nó ra nha. Nhanh lên, tôi không chịu được nữa rồi. Này, anh định làm gì thế? Tao ăn thịt mày chứ còn làm gì nữa. Hôm nay là ngày tân số của mày. Tao đã lả người đi vì đói. 3 ngày nay tao chẳng có gì bỏ vào miệng cả. Ôi, cứu, cứu với. Thế đấy, tao thật là ngu xuẩn. Biết thế tao đã không cứu ngươi nữa. Cứu với, cứu, cứu. Biết thì cũng đã muộn cứu. Rồi. Này Trăng, anh đang định làm gì thế? Anh không thấy gì à? Tôi đang định ăn thịt con Sơn Dương này. Cành cây kia đã đổ và đè trúng vào Trăng. Đúng lúc tôi đi qua, tôi đã đẩy cành cây kia ra giúp nó. Vậy mà giờ nó đang định ăn thịt tôi. Nó nói dối đi. Anh nhìn thử xem, nó bé tẹo thế này, làm sao có sức đẩy cành cây đó ra chứ. Đúng vậy, cậu bé tẹo thế, làm sao đẩy nổi cành cây chứ. Cậu định lừa tôi đó à? Tôi nói thật, chính tôi đã đẩy cành cây đó ra mà. Vậy giờ tôi đặt cành cây đó lên người Trăng một lần nữa, xem cậu có nhấc lên được không nha. Này anh Trăng, anh nằm ra kia đi, để tôi xem Sơn Dương có nhấc nổi lên không. Được thôi, tôi nằm đây. Anh cho cành cây lên người tôi đi. Này, anh cho cành cây lên người tôi đi. À! Giờ anh bảo con Sơn Dương này nhấc cành cây ra đi. Tôi không bị anh lừa đâu, mãi tôi mới dụ được anh vào bẫy. Giờ tôi lại bảo Sơn Dương lấy cành cây ra để anh bật dậy cắn chết cả hai chúng tôi à. Người dám lừa ta. Giờ anh hãy đi đi. Từ giờ anh phải nhớ không bao giờ được phép giúp kẻ thù. Vì biết đâu giúp nó xong nó lại quay lại cắn ta thì sao. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh gấu. Cứu, cứu tôi. Lần này tôi sẽ không ăn thịt anh nữa đâu. Cứu với. Cho đáng đời kẻ lấy oán báo ơn. Pinocchio, chú bé người gỗ. Ngày xưa, tại một thị trấn xa xôi có một bác thợ mộc hiền lành chuyên làm đồ chơi bằng gỗ cho các em nhỏ. Chỉ có một điều khiến người thợ mộc già nuối tiếc nhất trong cuộc đời là bác không có con. Mình sẽ dùng nó để đẻo một chú bé người gỗ mới được. Giá mà chú bé người gỗ này biến thành người thật, tên chú sẽ là Pinocchio nhé. Đây là món quà bác xứng đáng nhận được. Cháu hãy là đứa trẻ ngoan vâng lời cha cháu. Nếu cháu làm được như vậy, ta sẽ tới tặng cho cháu một món quà đặc biệt. Tuyệt quá, cháu có thể đi lại, cử động nữa. Con chào ba. Lẽ nào ước mong của ta sự thật nhiễm màu? Pinocchio, chú bé người gỗ của ta đang sống ư? Dạ, từ nay con sẽ luôn ở cạnh ba. Thật không thể tin được, ta chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay. Kể từ đó, Pinocchio và bác thợ mộc sống bên nhau rất hạnh phúc. Con muốn được đi học như các bạn nhỏ, đến đây mua đồ chơi của ba, được không ba? Được chứ. Ba ơi, ba cho con tiền để con mua cặp sách vở như các bạn ba nhé. Ba sẽ cho con mà. Chiếc áo khoác tốt, mình cũng đổi đủ tiền mua cái cặp này. Và dư ra chút cho thằng bé mua thêm đồ dùng đi học. Ngày mai tới trường, con dùng tiền mua sách và thêm các đồ dùng học nữa con nhé. Dạ, vâng ạ. Ba ơi, áo khoác vậy của ba đâu rồi? Chiếc áo cũ rồi nên ba bán đi. Cả ngày ba chỉ ở nhà làm đồ chơi thôi mà, ba không lạnh đâu. Con hứa với ba, con sẽ học thật chăm ba ạ.
cháu muốn vào thì phải mua vé đã. Tiền của cháu đây, chú cho cháu mua vé nhé. Hả? Một con rối gỗ đang sống ngư. Thích quá, đi học chắc gì thích bằng. Vậy thì hãy ở đây và làm xiếc cho ta, hỡi con rối đang sống kia. Cháu có tên cháu là Pinocchio. Cháu là con trai của bác thợ mộc Gepetto. Cháu đã hứa với ba là sẽ đi học chăm chỉ. Thì ra là vậy, bác Gepetto thì ta biết, đó là một người thợ mộc tốt bụng. Nhưng sao cháu hứa với cha đi học mà lại vào rạp xiếc? Dạ, nhưng mà tiền ba cho cháu mua sách, cháu đã mua vé xem xiếc. Cháu hãy dùng tiền này mua sách và mau đến trường ngay đi. Dạ, cháu cảm ơn ông. Muốn đi tiếp thì mau đưa số tiền ấy đây. Không được, đây là tiền mua sách vở của tôi. Đưa tiền đây cho chúng tớ. Chúng tớ sẽ đi gieo nó xuống bãi cát thần kỳ cảnh bờ biển. Cây tiền sẽ mọc lên rất nhanh, nhiều hơn mấy tờ cậu có gấp trăm lần. Chúng tớ sẽ quay lại đưa cậu đến hái. Nếu có nhiều tiền như thế thì tuyệt quá. Thế thì tớ chờ ở đây nhé. Chắc là cáo và mèo sẽ không quay lại nữa. Mình bị lừa rồi. Chú bé của ta, chuyện gì khiến con phải nức nở khóc vậy? Con đang theo các bạn tới trường thì cáo và mèo xông ra cướp hết tiền của ba cho con để mua sách vở, rồi xô con ngã. Trời ơi, sao bỗng dưng mũi con lại dài ra thế ạ? Con có đang nói thật với ta không vậy? Dạ, con nói thật mà. Vì bị cướp mất tiền nên con không thể đến trường nữa. Xin bà hãy cứu con. Con đang nói dối ta nên mũi con mới dài ra như thế đấy. Dạ, con xin được nói thật ạ. Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. Đừng bao giờ nói dối nữa chú bé ạ. Và hãy mau trở về nhà. Nghe mấy người đánh cá nói bác thợ mộc Gepetto đi tìm chú bé người gỗ kỳ lạ mà bác ấy tạo ra. Một người đánh cá đang vào bờ nhìn thấy bác ấy bị ngã thuyền và bị cá mập nuốt chửng. Trời ơi, vùng biển quen bờ dạo gần đây mới xuất hiện một con cá mập khổng lồ dữ tợn. Thế nào đi nữa, mình nhất định phải cứu được ba. À! Trời đất ơi, mình bị cá mập nuốt rồi. Ba mình phải cứu ba. Pinocchio là con có phải không? Ôi, ba đây rồi. Trai của ta cứ ngỡ không còn gặp được lại con nữa cơ. Ba ơi, tất cả là tại con đã không nghe lời ba. Xin ba hãy tha thứ cho con. Cuối cùng, cháu đã chứng tỏ mình là đứa con không quản hiểm nguy cứu cha. Như lời đã hứa, ta tới đây để tặng cho con món quà đặc biệt. Con, ba ơi, con cảm thấy trái tim đang đập trong ngực. Con đã trở thành con người thực sự rồi. Cảm ơn người vì phép màu kỳ diệu này. Với tất cả những điều tốt lành mà bác đã làm, bác xứng đáng được ban phước lành. Pinocchio, cháu hãy luôn yêu thương ba và nhớ là đừng bao giờ nói dối nữa nhé. Kể từ đó, Pinocchio cùng bác thợ mộc sống những ngày hạnh phúc êm đềm. Bác thợ mộc đã thực sự có được một cậu con trai hiếu thảo. Chú chim của cầu vồng. Ngày xưa, tại một khu rừng xa xôi là vương quốc của rất nhiều loài chim chóc. Những chú chim ở đây chỉ có hai màu xám và đen. Chỉ có một chú chim duy nhất canh giữ cầu vồng là có 7 sắc màu tuyệt đẹp. Cầu vồng là vật linh thiêng giúp chiếu sáng cho khu rừng nên được các loài chim rất quý trọng. Đố cậu, đuổi kịp tớ đây. Cứ chờ đấy, tớ sẽ bay đến cầu vồng trước cậu cho mà xem. Tụi nó lại bay lên cầu vồng đấy. Ôi, vừa cao vừa xa, mệt chết đi được. Ở dưới này mà ăn cho khỏe, lên đó có gì vui đâu. Ôi,
Hai em không sao chứ? Xin lỗi anh, bọn em bay vội quá nên không nhìn thấy anh. Không sao, các em lại lên ngắm cầu vồng đấy à? Dạ, hôm nay trời đẹp quá, cầu vồng tỏa ra những màu sắc thật là rực rỡ. Bọn em thích cầu vồng lắm. Giá mà chúng em cũng có được sắc màu đẹp như cầu vồng nhỉ? Chỉ cần các em luôn yêu và giữ gìn cầu vồng, rồi một ngày các em cũng sẽ giống như anh, có được thật nhiều sắc màu như cầu vồng. Thật hả anh? Thật chứ. Các em nhìn kìa, phía kia là nơi sinh sống của lũ côn trùng tham lam. Chúng đã ăn sạch những bông hoa ở đó. Anh sợ rằng có ngày chúng sẽ đến phá hoại nơi này. Bọn chúng sẽ phá hoại mảnh đất của chúng ta sao? Chúng chỉ biết ăn và không thích làm gì cả. Chúng sẽ ăn sạch những thực vật tươi tốt ở bất cứ nơi đâu chúng đi qua, thậm chí là cả cầu vồng tươi đẹp của chúng ta nữa. Thế thì nguy hiểm quá. Nếu như chúng đến, anh sẽ kêu gọi muôn loài chim cùng hợp sức ngăn cản. Chúng ta phải bảo vệ mảnh đất này. Các em có sẵn sàng tham gia không? Có ạ. À, chúng em sẽ bảo vệ khu rừng này bằng tất cả sức lực của mình. Thế thì anh yên tâm rồi. Thức ăn của chúng ta ngày càng cạn kiệt. Chúng ta phải tìm đến nơi khác thôi. Ở khu rừng trên kia đồi rất xanh tốt màu mỡ. Chỉ cần qua bên đó, chúng ta còn lo gì không có cái ăn nữa. Bên đó có rất nhiều chim chóc. Ta vốn không ưa gì chúng. Nếu đánh trực diện, chúng ta khó lòng chiến thắng. Nếu thế, chúng ta sẽ hoạt động khi tối trời. Lúc đó, chúng sẽ khó nhìn thấy chúng ta hơn. Phải rồi, nguồn sáng của chúng có được nhờ rất nhiều vào cầu vồng. Thế thì trước tiên, chúng ta sẽ phá hoại cầu vồng trước. Thật là cao kiến. Đến lúc đó, chỗ nào cũng âm u, chúng làm sao phát hiện ra ta nữa. Ý hay, hoan hô, hoan hô. Nhìn kìa, là chim bảy màu. Anh bảy màu ơi, có chuyện gì xảy ra thế? Lũ bọ đang phá hoại cầu vồng. Mọi người xin hãy cùng tôi lên đó chiến đấu với chúng. Sao? Lũ bọ đã đến đây rồi ư? Và chúng đang tấn công cầu vồng. Phải, chúng ta phải nhanh lên. Nếu để chúng ăn hết cầu vồng thì vùng đất này sẽ trở nên nhạt nhòa, không còn màu sắc nữa. Trời ơi, nhưng mà lũ bọ đó hung hãn lắm. Tôi nghe nói răng nanh của chúng rất kinh khủng. Nếu bị cắn phải sẽ bị trúng độc mà chết đấy. Đúng vậy, hãy nhìn anh bảy màu kia kìa. Anh ấy tơi tả đến nông nổi này. Chẳng lẽ các anh định đứng yên để lũ bọ ăn mất cầu vồng, rồi vùng đất này sẽ ra sao? Dù nó có tối đi một tí cũng có sao đâu. Chúng ta cứ nên tích trữ lương thực để lánh nạn, còn hơn là đối đầu với giống loài đáng sợ đó. Đây là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta không bảo vệ nó thì ai giúp chúng ta được nữa? Nếu để chúng ăn hết cầu vồng thì tiếp theo chúng sẽ phá hủy tất cả thực vật trên mảnh đất của chúng ta. Mọi người tưởng rằng lúc đó sẽ còn thức ăn để tích trữ hay sao? Những ai muốn bảo vệ mảnh đất này, hãy cùng tôi tiến về phía cầu vồng. Đợi chúng em với. Cả chúng tôi nữa. Ôi, chịu thôi. Tôi không muốn liều mạng với chúng đâu. Chúng ta cứ ở đây thôi. Lũ bọ kia mau cút đi. Ờ, đau quá. Đừng hòng làm hại bạn ta. À, chạy thôi chúng bay ơi. Gì thế này? Sao cậu lại có màu? Ôi, tớ có màu xanh đây, đẹp quá. Còn cánh cửa của tớ màu hồng, cả màu cam nữa. Vì các bạn đã ra sức bảo vệ cầu vồng nên cầu vồng đã nhuộm màu của mình cho các bạn. Kể từ giờ, các bạn sẽ là những chú chim của cầu vồng. Kể từ đó, nhiều loài chim đã có thêm rất nhiều màu sắc rực rỡ. Còn những chú chim hèn nhát thì vẫn chỉ có màu xám và đen mà thôi. Công chúa mặt trời. Chuyện kể rằng, ở một vùng đất xa xôi, có một chàng hoàng tử dũng cảm sau bao khó khăn vất vả đã chinh phục được nàng công chúa mặt trời. Từ hôm nay chàng sẽ là chồng thiếp. Đây là chìa khóa của 40 căn phòng trong cung điện. Chàng được tự do đi bất cứ đâu, trừ căn phòng thứ 40 chàng không được mở ra. Hỡi nữ hoàng đáng yêu nhất trong các vị nữ hoàng, ta xin vâng mệnh nàng. Sẽ chẳng ai có thể xen được vào tình yêu của chúng ta. Từ đó hoàng tử kết hôn cùng công chúa mặt trời. Chàng sống trong cung điện của nàng. Ồ, căn phòng này có tiếng dế kêu thì phải. Tất cả đều rất tuyệt. Đây là căn phòng thứ 40 rồi sao?
Tại sao công chúa mặt trời lại cấm ta không được mở căn phòng này chứ? Tại sao nàng lại làm vậy? Chà, cánh cửa này làm bằng sắt, rất nặng đây. Ta cứ thử mở xem sao. Hãy rủ lòng thương tôi, hỡi chàng trai tốt bụng. Xin chàng hãy giúp ta. Giúp ngươi bằng cách nào? Có một cái ống nước và cái ca lớn bên cạnh ở góc phòng. Chàng hãy múc một ít nước vào cái ca cho tôi uống. Tôi sẽ đền ơn chàng. Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Giờ thì công chúa mặt trời đã thuộc về ta. Thì ra ngươi là một kẻ hung thần. Mau đứng lại cho ta. Thả ta ra, thả ta ra. Ôi không, công chúa mặt trời của ta, chỉ vì tò mò mà ta đã để vuột mất nàng. Chàng phải đi tìm bằng được quả trứng do con vịt trời giữ. Quả trứng đó chính là sinh mệnh của tên khổng lồ. Nhưng trước khi tìm được quả trứng, chàng phải dũng cảm vượt qua cửa ải của mụ phù thủy tóc đen. Khi cần thiết nhất thì trải khăn ra, tôi sẽ đến giúp. Tên nào dám gõ cửa nhà ta? Tôi chỉ muốn kiếm việc làm. Mi thì có thể làm được gì? Tôi có thể chăn ngựa, quét dọn. Thôi được, người hãy chăn con ngựa cho ta. Phải đảm bảo chăm tốt, cho nó ăn no, đặc biệt không được làm mất nó. Xin vâng. Cho tôi miếng thịt ngon mà chàng đang ăn. Tôi sẽ kể cho chàng nghe những gì tôi biết. Ngày mai, khi đi chăn ngựa, chàng nhớ đừng để nó nhúng được chân xuống nước của chiếc đầm gần đó. Nếu không, nó sẽ biến thành cá trốn mất. Và nhớ, hãy để nó ăn no cỏ, thì chàng mau cưỡi nó. Nó sẽ đưa chàng đến nơi cần đến. Đừng hòng biến thành cá trốn khỏi ta. Con vịt kia rồi, nhưng nó ở giữa biển khơi, làm sao bắt được? Hỡi chim ưng, hãy đến giúp ta, đây là lúc ta cần ngươi giúp nhất. Lần này ta nhất định cứu được nàng. Hãy thả vợ của ta ra. Hỡi tên khổng lồ đáng ghét, cút đi cho khuất mắt ta. Nếu không mày sẽ chết nhóc con à. Ta đang nắm sinh mệnh của mày trong tay. Tên khổng lồ gớm ghiếc kia. À! Ôi, vợ của ta, nữ thần ánh sáng ấm áp của muôn loài. Từ đó, hoàng tử và công chúa mặt trời sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Sự sống, ánh sáng ấm áp lại quay trở về với mặt đất. Cô gái vàng và người đàn bà da đen. Ngày xưa, tại ngôi làng Aza, có một người thợ rèn nghèo khó. Dù làm lụng vất vả quanh năm, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn vô cùng túng quẫn. Anh à, nhà chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Để anh mang ít đồ ra chợ bán xem sao. Cả một ngày trời, người thợ rèn vẫn không bán được một món đồ nào cả. Mình thật là vô dụng, mình còn sống trên đời này làm gì nữa đây, chi bằng chết quách đi cho rồi. Này anh thợ rèn, anh đừng nói những lời như thế, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bà không biết đấy thôi, cả tuần nay vợ tôi đã phải nhịn đói rồi, vậy mà tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả. Ta sẽ cho anh số vàng này, với điều kiện anh phải trả lại cho ta thứ mà anh vẫn chưa biết là đã có nó. Thứ mà tôi chưa biết là đã có nó ư? Đúng thế. Anh có đồng ý không? Nhà mình thì có gì đáng giá đâu cơ chứ. Được, tôi đồng ý. Em ơi, anh vừa kiếm được rất nhiều vàng này. Anh kiếm được ở đâu thế? Chuyện ly kỳ lắm. Từ từ rồi anh kể. Sáng nay em đã định nói với anh. Em có thai rồi.
em cứ lo là chúng ta đi lấy gì để con đi. Sao? Em đã có thai ư? Thứ mà anh chưa biết là đã có nó. Bà ta muốn con của ta sao? Sau đó, người vợ đã sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn, tên là Arina. Bé gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô bé càng lớn, ba mẹ cô càng lo lắng vì lời hứa với người đàn bà năm xưa. Con bé đã 5 tuổi rồi, liệu bà ta có đánh bắt con mình không anh? Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con em à. Hãy ngủ đi nhé, hai vợ chồng tội nghiệp. Từ bây giờ, con sẽ ở với ta. Người phụ nữ đưa cô bé đến một vùng đất xa xôi và nuôi dưỡng cô bé rất cẩn thận. Thời gian thấm thoát trôi qua, Arina đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mình sẽ làm bánh táo, chắc mẹ sẽ rất thích đây. Mẹ về rồi đấy ạ. Con đang làm bánh táo, mẹ chờ con một lát nhé. Arina, ta có chuyện muốn nói với con. Arina, con đã tròn 17 tuổi rồi, đã đến lúc mẹ phải để con ra đi rồi. Sao? Mẹ muốn đuổi con đi ư? Không, chỉ là ta không thể để con ở lại đây. Con phải có cuộc sống của riêng con. Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Hãy cứ đi theo trái tim mình con à, rồi con sẽ được hạnh phúc. Nhưng có một điều mẹ cần con hứa. Điều gì hả mẹ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói ra con đến từ nơi này. Nếu không, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ bị giết chết. Thế là Arina đã rời khỏi căn nhà của người phụ nữ da đen. Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta là vua của đất nước này. Còn nàng từ đâu tới? Tôi ở xa lắm, tôi không nhớ mình đi hướng nào tới đây nữa. Vậy thì nàng định đi đâu? Ta có thể đưa nàng đến đó. Tôi cũng chưa biết nữa thưa ngài. Nhà vua nhanh chóng bị vẻ dịu dàng của Arina chinh phục. Người liền quyết định đưa nàng về hoàng cung. Dù không biết được gốc gác của Arina, nhưng nhà vua vẫn cưới nàng làm hoàng hậu. Một năm sau, nàng hạ sinh một bé trai cũng có mái tóc vàng óng ả. Và sóng gió bắt đầu ập tới. Muôn tâu hoàng thượng, trẻ em mất tích trong thành đang ngày một tăng lên ạ. Đã điều tra ra manh mối gì chưa? Chúng thần đã gấp rút điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả quan ạ. Thưa hoàng thượng, hoàng tử mất tích rồi. Sao? Mất tích từ khi nào? Khi thần vào phòng của hoàng hậu thì thấy hoàng tử đã mất tích, còn hoàng hậu nằm cạnh giường của hoàng tử. Trên tay và trên mặt vẫn còn dính máu ạ. Hoàng hậu Arina đúng là phù thủy độc ác, chính con mình cũng không tha. Tự nhiên hoàng thượng lại lấy một cô gái không rõ từ đâu đến. Ngay từ đầu ai cũng thấy kỳ lạ rồi. Arina, ta biết nàng không phải là thủ phạm, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết xuất thân của mình cả. Thiếp không thể thưa hoàng thượng, nếu không giữ lời sẽ có người phải đau khổ. Đúng là lời lẽ xảo biện của phù thủy. Hãy xử tội mụ ta đi. Arina, nếu nàng không nói ra, ta bắt buộc phải xử tội nàng đấy. Thiếp không thể nói, thưa hoàng thượng. Arina cương quyết không nói. Nhà vua đành phải ra lệnh xử tội nàng, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Dừng lại, hoàng tử đang ở đây. Ta chính là tiên trên trời, vì trót để lộ bí mật của cõi trời nên bị đày xuống đây chịu tội. Ta phải tìm được một người chịu vì ta mà giữ bí mật đến cùng. Có như vậy, ta mới được trở về trời. Là thật sao? Arina, con của con và của những người dân ở đây đều còn sống khỏe mạnh. Ôi, con của chúng tôi còn sống. Tạ ơn trời đất. Ta xin lỗi con nhiều lắm. Không sao đâu mẹ ạ. Hãy trở về với ba mẹ ruột của con nhé. Họ thương nhớ con lắm đấy. Arina tìm về với ba mẹ ruột của mình và đón họ vào hoàng cung. Từ đó, họ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.